Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh tổng hợp 17 giờ thứ bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những thông tin chính có trong chương trình hôm nay. Cần đảm bảo các điều kiện cho doanh nghiệp triển khai dự án. Thanh Hóa đẩy mạnh tiêm bổ sung, tiêm bổ các loại vaccine cho trẻ đưa thực phẩm an toàn đến gần hơn với người tiêu dùng. Phần tin thể sự quốc tế, Thủ tướng Nhật Bản đặt mục tiêu tổ chức cuộc họp thượng đỉnh với Triều Tiên. Thái Lan tiến hành bầu cử thượng viện theo quy trình mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, dự án trang trại chăn nuôi gia cầm công nghệ cao tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành được đánh giá sẽ đem lại nhiều lợi ích về phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho người dân địa phương. Dự án này cũng đã đảm bảo các điều kiện pháp lý theo quy định. Tuy nhiên, trong khoảng gần một tháng trở lại đây, số hộ dân thôn Thành Du, xã Thành Long đã ngăn cản không cho doanh nghiệp thi công, khiến dự án bị đình trệ hoàn toàn. Phản ánh của phóng viên Hữu Đại. Ngày 8 tháng 3 năm 2024, Ủy dân tỉnh Thanh Hóa quyết định cho công ty cổ phần đầu tư Thuận Thành Phát thuê hơn 70.000 70 m2 đất để thực hiện giai đoạn 1 dự án trang trại chăn nuôi gia cầm công nghệ cao tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành. Đây là khu đất được Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành xác nhận đã hoàn thành công tác hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên khi chủ đầu tư tiến hành thi công thì một số hộ dân ở thôn Thành Du, xã Thành Long, huyện Thạch Thành đã ra ngăn cản không cho doanh nghiệp thi công với lý do dự án trang trại này đã làm mất đường đi lên khu vực rừng sản xuất của người dân trong thôn. Ông Bùi Công Đính, thôn Thành Du, xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Mong muốn thứ nhất là bây giờ công ty hoặc là ban nhân xã Thành Long với huyện Thạch Thành này là phải giải pháp để lại cái tuyến đường của dân trả lại hoàn thiện như xưa. Theo ông Vũ Trọng Hùng, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết, các tuyến đường mà người dân phản ánh thực tế nằm trong phần diện tích đã được thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Công ty cũng đã cam kết sẽ hoàn trả các tuyến đường này để đảm bảo việc đi lại và sản xuất của người dân. Chúng tôi cũng đã làm việc với là đơn vị chủ đầu tư, đơn vị là có cam kết là sẽ thực hiện và mở các tuyến đường là khác cho bà con nhân dân không ảnh hưởng đến cái điều kiện đi lại cũng như là sinh hoạt cũng như là cái việc là sản xuất khu vực phụ cận. Thực tế hiện nay chủ đầu tư cũng đã làm một con đường phía ngoài dự án để tạo thuận lợi cho người dân đi lại sản xuất. Thế nhưng một số người dân thôn Thành Du vẫn tự ý lập rào chắn, ngăn cản không cho đơn vị thi công. Sự việc này đã diễn ra trong gần một tháng trở lại đây, khiến dự án bị đình trệ hoàn toàn. Ủy ban nhân dân xã Thành Long đã ba lần tổ chức đối thoại với người dân, lần gần nhất là vào ngày 28 tháng 4 vừa qua, nhưng các hộ dân vẫn không đồng thuận kiên quyết ngăn cản việc thi công dự án. Ông Vũ Trọng Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành đoàn thể để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để tuân thủ theo các quy định các pháp luật. Ngoài ra thì cũng có đề xuất với cơ quan cấp trên có những chỉ đạo và có những biện pháp để vận động tuyên truyền giải thích cho bà con nhân dân hỗ trợ với địa phương trong cái thời gian tới để đảm bảo cho cái tiến độ thi công của doanh nghiệp. Cùng theo Ủy ban nhân dân xã Thành Long, huyện Thạch Thành, dự án trang trại chăn nuôi gia cầm công nghệ cao của công ty cổ phần đầu tư Thuận Thành Phát đã đảm bảo các điều kiện pháp lý theo quy định. Do vậy, việc một số hộ dân thôn Thành Du cản trở thi công dự án là trái với quy định của pháp luật. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của chủ đầu tư, làm xấu môi trường đầu tư của địa phương mà còn có thể tiềm ẩn nguy cơ trở thành điểm nóng nếu không được giải quyết kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, đã bắt đầu vào mùa nắng nóng, thị trường điện lạnh cũng sôi động hơn. Ngay vào thời điểm này, các doanh nghiệp cửa hàng kinh doanh điện máy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu nhằm kích cầu tiêu dùng. Phóng viên Hương Hạnh ghi nhận. Để phục vụ nhu cầu mùa hè năm nay, các hệ thống siêu thị cửa hàng điện máy trên địa bàn Thanh Hóa đã chủ động sớm nguồn hàng. Ngoài việc nhập nhiều chủng loại, kiểu dáng sản phẩm, các doanh nghiệp cũng đã giảm giá từ 10 đến 30% các mặt hàng như quạt, điều hòa, tủ lạnh, máy lọc nước, tùy mẫu. Một số mẫu cũ, hàng tồn có giá giảm đến 50%. Bên cạnh đó, các đơn vị còn miễn phí lắp đặt, tặng phiếu mua hàng, mua trả góp không lãi suất. Các siêu thị cửa hàng điện máy cũng đã chú trọng bán hàng online nhằm tăng sự cạnh tranh về giá ông Trần Văn Trang, giám đốc trung tâm mua sắm Nguyễn Kim, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Mục tiêu của trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Thanh Hóa thì là mục tiêu đã tăng trưởng 30% so với cục kỳ năm trước và so với những tháng liền kề thì tháng tháng 5 tháng 6 là những cái tháng mà đỉnh điểm của mùa nóng thì uh, trung tâm cũng chạy những cái chương trình như chương trình báo giá mùa nóng, chương trình sạc kho thì bên cạnh đó thì có những cái sản phẩm máy lạnh mùa vụ thì có sản phẩm giá máy lạnh Evector thì chỉ còn có 5 triệu 990 hoặc là những cái sản phẩm máy lạnh của Ritec thì còn có 4 triệu 9 trong khi đó là trung tâm có còn có những cái chương trình như là bao công vật tư lắp đặt lên đến, đến 1 triệu 2 theo chị Lê Thị Nhung, cửa hàng điện tử điện lạnh Thanh Trung, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cửa hàng đã có nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng. Cửa hàng thì nói chung là cũng có những cái gói hỗ trợ tối đa cho khách hàng, trừ hết giá các cái khuyến mại, trừ hết vào giá cho khách và nói chung là cửa hàng sẽ tính những cái mức giá thấp nhất cho khách hàng ví dụ như là ống đồng thì mình cũng giảm giá này để mình kích thích cái nhu cầu của khách hàng ấy rồi công lắp đặt các thứ thì mình cũng giảm bớt đi cho khách hàng hiện nay trên thị trường các sản phẩm điện tử điện lạnh có vòng đời ngắn hơn khi các nhà sản xuất liên tục cho ra đời những sản phẩm mới. Thêm vào đó, hai năm qua thì lượng tiêu thụ một số sản phẩm giảm. Do vậy, cạnh tranh về giá luôn rất cao, sản phẩm điện lạnh có mức giảm giá nhanh. Dù có nhiều lựa chọn, nhưng khách hàng cần lưu ý nên chọn những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng ở các địa chỉ uy tín để mua được hàng chất lượng. Nhằm kết nối cung cầu đưa thực phẩm an toàn đến gần hơn với người tiêu dùng, năm 2024, tỉnh Thanh Hóa sẽ triển khai thí điểm 4 phiên chợ thực phẩm an toàn, các sản phẩm đưa vào phiên chợ đều được giám sát an toàn thực phẩm, tạo nên một địa chỉ mua sắm uy tín cho người dân địa phương, ghi nhận phiên chợ thực phẩm an toàn đầu tiên vừa được tổ chức tại huyện Thọ Xuân. Nem chua, nước mắm, chè, mật ong với rất nhiều các mặt hàng đồ khô, đồ hải sản, hoa quả, thực phẩm chế biến của các doanh nghiệp, hợp tác, xác cung ứng thực phẩm an toàn, đơn vị sản xuất các sản phẩm ô cốp trong và ngoài tỉnh đã được bày bán, giới thiệu tại phiên chợ thực phẩm an toàn huyện Thọ Xuân. Đây đều là những sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn, có truy xuất nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giúp người tiêu dùng yên tâm lựa chọn mua sắm. Tham gia hội trợ, bà Trương Thị Vĩnh, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân và ông Dương Văn Trung, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân rất yên tâm khi lựa chọn các mặt hàng. Hôm nay tôi đến là tôi trải nghiệm là tôi thấy là các mặt hàng là đa dạng phong phú. Mọi người là tin tưởng là ở đây là cái sản phẩm này là hàng hóa tốt, để cho mọi người là tiếp cận được với mặt hàng lâu nay là đã có uy tín. Tham gia phiên chợ thấy hàng hóa nhiều mà đa dạng mà lại sạch sẽ nữa, bảo đảm sức khỏe cho gia đình. Thấy cái cái này được nhà nước người ta bảo hành thì vẫn yên tâm hơn là mua ngoài. Phiên chợ không chỉ là dịp để người dân tiếp cận với sản phẩm thực phẩm an toàn, uy tín, chất lượng mà còn là dịp để các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, Ông Dương Văn Tác, Chủ tịch Hiệp hội nước mắm Do so Xuyên, Ba Làng, tỉnh Thanh Hóa phấn khởi nói. Đến cái uh, phiên chợ uh, an toàn thực phẩm là um, thứ nhất là để các sản phẩm của chúng tôi đưa đến thị trường cũng như để khẳng định cái sản phẩm của chúng tôi là những sản phẩm an toàn và sản phẩm tốt nhất đến với bà con. Và uh, chúng tôi uh, rất phấn khởi là hôm nay là được đến bà con tiếp nhận cũng như bà con đến uh, mua sắm rất đông vui. Thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh đang là một thách thức lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân và phát triển kinh tế xã hội. Do đó, việc tiếp tục triển khai các phiên trợ thực phẩm an toàn là rất cần thiết, góp phần xây dựng địa chỉ mua sắm uy tín cho người dân địa phương. Qua hoạt động này cũng góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Ngày 11 tháng 5, công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn giày Ron Việt Nam đã tổ chức hội thi an toàn vệ sinh giỏi năm 2024. Tham dự hội thi có 7 đội với 35 thí sinh tham gia. Các đội thi trải qua 3 phần thi gồm xử lý tình huống, hình thức sân khấu hóa, trả lời câu hỏi trắc nghiệm và xử lý tình huống tự luận, Nội dung hội thi tập trung vào các kiến thức về pháp luật an toàn vệ sinh lao động, quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp, đơn vị về công tác an toàn vệ sinh lao động, kiến thức về tổ chức quản lý và phương pháp hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, kiến thức về chuyên môn và kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ. Hội thi là hoạt động hưởng ứng tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 đây cũng là dịp để đoàn viên người lao động hiểu sâu hơn về kiến thức an toàn vệ sinh lao động, công tác phòng chống cháy nổ, từ đó nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm của người lao động tại các phân xưởng, thúc đẩy phong trào quần chúng làm công tác an toàn vệ sinh lao động, góp phần xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc. Những năm qua, huyện Thọ Xuân là một trong những địa phương của Thanh Hóa có những bước phá mạnh mẽ trong thu hút đầu tư huyện đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ hiện đại, kết nối các vùng trong huyện và các khu kinh tế trọng điểm của tỉnh. Về hạ tầng giao thông, các địa phương triển khai tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Về hạ tầng đô thị, bên cạnh việc phê duyệt các quy hoạch đô thị mới, địa phương đã huy động nguồn lực hỗ trợ các xã đầu tư hệ thống kết cấu điện chiếu sáng. Đến nay, huyện đã quy hoạch được 8 cụm công nghiệp, trong đó 3 cụm công nghiệp đã có nhà đầu tư, gồm cụm công nghiệp Xuân Lai, cụm công nghiệp Thọ Minh, cụm công nghiệp Thọ Nguyên với tổng diện tích quy hoạch trên 82 hecta. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã thu hút 82 nhà đầu tư vào địa phương với tổng diện tích là trên 1.000 hecta và tổng số vốn đầu tư lên tới gần 12.000 tỷ đồng. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay diện tích lúa vụ chiêm xuân cơ bản đã trổ xong, các địa phương đang tập trung thu hoạch cây trồng. Tổng diện tích thu hoạch lúa 38.000 ha đạt 20% kế hoạch, diện tích ngô đã thu hoạch 1.300 ha, diện tích lạc đã thu hoạch 290 ha, diện tích sau đậu đã thu hoạch 6.600 ha. Tuy nhiên hiện nay, bệnh ngộ độc hữu cơ trên cây lúa gây hại tại các huyện Bá Thước, Quan Sơn, thị xã Nghi Sơn, diện tích nhiễm 40 ha, ốc bưu vàng gây hại tại các huyện Bá Thước, Lang Chánh, diện tích nhiễm 23 ha. Tình hình chăn nuôi thú y trong tuần qua trên địa bàn tỉnh dịch bệnh được kiểm soát tốt không xảy ra ổ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc gia cầm và động vật thủy sản nhiệm vụ tuần tới các địa phương tiếp tục kiểm tra các đối tượng dịch hại trên cây trồng để kịp thời xử lý kiểm tra kiểm soát và xử lý tàu cá vi phạm các quy định về chống khai thác iuu ra soát thống kê diện tích lúa đã trổ đến kỳ thu hoạch để có phương án trong công tác phòng chống thiên tai khơi thông hệ thống kênh mương tiêu tránh ngập úng, tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Ba Thước Cầm Thủy, thực hiện các biện pháp khắc phục hiện tượng cá chết, tiếp tục chuẩn bị vaccine vật tư cung ứng phục vụ công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2024, thực hiện nghiêm chế độ trực ban phòng chống thiên tai, chủ động tham mưu kịp thời đầy đủ chính xác cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy tỉnh chỉ đạo các cấp các ngành triển khai ứng phó với các đợt thiên tai. Huyện Mường Lát có hơn 860 người dân tộc Giao sinh sống tại các bản suối Tút, Con Giao, Quang Triều, Bù Quan, Hạ Sơn, Bù Nhi. Hiện nay các bản có người giao sinh sống đã thành lập được 4 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ. Các câu lạc bộ này đã tích cực trao truyền các làn điệu dân ca, dân vũ cho thế hệ trẻ. Số lượng người biết đọc, biết viết chữ Hán nôm giao ngày càng tăng lên. Đặc biệt số lượng phụ nữ trẻ tuổi người dân tộc giao biết theo trong phục truyền thống ngày càng nhiều. Thầy xã Quang Triều, cấp ủy chính quyền địa phương luôn quan tâm tới việc gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc giao. Hàng năm, xã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, như làm tốt công tác tuyên truyền, mà các loại hình văn hóa truyền thống, trò chơi, trò diễn của đồng bào dân tộc Giao được phát huy trong cộng đồng, đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân. Theo Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Mường Lát Lò Văn Tuấn cho biết, để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Giao, thời gian tới huyện sẽ huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng nâng cao các thiết chế văn hóa thể thao, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng dân tộc Giao vận động các nghệ nhân am hiểu văn hóa dân tộc giao sưu tầm và truyền dạy các giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 17 giờ ngày 10 tháng 5 là hạn cuối cùng để thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Sau 17 giờ, thí sinh sẽ không được thay đổi thông tin về bài thi môn thi vì vậy, thí sinh đã đăng ký dự thi cần đăng nhập vào hệ thống quản lý thi bằng tài khoản đã được cấp để kiểm tra lại thông tin đăng ký dự thi, đặc biệt là kiểm tra thông tin về bài thi môn thi để đảm bảo chính xác. Sau khi đăng ký thành công, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 5, tất cả thí sinh phải sử dụng tài khoản và mật khẩu được cấp đăng nhập vào hệ thống quản lý thi qua địa chỉ http 2 gạch chéo gạch chéo thí sinh thi tốt nghiệp thpt.edu.vn để kiểm tra thông tin đăng ký dự thi, phản hồi các sai sót và đề xuất duyệt minh chứng đối tượng ưu tiên nếu có với đơn vị đăng ký dự thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra vào các ngày 27 và 28 tháng 6 với các bài thi toán, ngữ văn, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Trong đó ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Điểm của kỳ thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp cho thí sinh, vừa được các trường đại học cao đẳng sử dụng để xét tuyển. Chỉ còn hơn một tháng nữa, học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025. Đây được đánh giá là một kỳ thi khá căng thẳng đối với học sinh cuối cấp. Trong giai đoạn nước rút này, các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực ôn luyện, củng cố lại hệ thống kiến thức cho học sinh để các em có thể đạt kết quả cao nhất. Cũng như những năm học trước, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm nay vẫn là kỳ thi căng thẳng và áp lực nhất đối với học sinh và phụ huynh tại thành phố Thanh Hóa. Năm học 2024-2025, thành phố có hơn 5.300 học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 của 6 trường trung học phổ thông công lập. Thời điểm này, thầy và trò các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đang tập trung cao độ cho công tác ôn tập. Việc khảo sát đánh giá phân loại năng lực học sinh để tổ chức ôn thi theo nhóm là giải pháp được nhiều trường lựa chọn. Bà Lê Thị Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Hoàng Quang, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Trường Trung học cơ sở Hoàng Quang có 2 lớp 9 với sĩ số là 72 học sinh. Đăng ký thi Trung học phổ thông ở các trường trên địa bàn là khoảng 85%. Và nhà trường cũng sắp xếp thành hai lớp ôn luyện theo cái đối tượng học sinh. cái đối tượng học sinh một lớp là đối tượng học sinh trung bình và một đối tượng là học sinh khá giỏi. Và chọn nhà trường cũng chọn các thầy cô có chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm để ôn luyện cho 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 học sinh đạt cái kết quả cao. Các trường trung học cơ sở công tác ôn tập được tổ chức rất khoa học với tất cả các đối tượng học sinh giúp các em ổn định tâm lý, đầy đủ kiến thức sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Bà Nguyễn Thị Lan, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói: Trường cũng đã tổ chức kiểm tra khảo sát đối với các em học sinh khối 9 trung bình là cứ một tháng một lần để cho phụ huynh nắm bắt được cái cái tình hình học tập của con và các em học sinh cũng nhận thức được cái thực lực học của mình. Từ đó để chúng tôi làm tốt cái công tác định hướng lựa chọn trường thi đối với các em học sinh. Và ngoài các cái buổi học chính khóa, ban ngày thì chúng nhà trường cũng đã vận động được các thầy cô giáo đang trực tiếp dạy học sinh khối 9 tổ chức ôn tập cho các em học sinh vào các buổi tối mà không thu và không nhận kinh phí. Năm học này, tỉnh Thanh Hóa có hơn 55.000 học sinh khối lớp 9. Sau khi các trường trung học cơ sở thực hiện tư vấn phân luồng, thì có hơn 46.000 học sinh đăng ký dự thi vào các trường trung học phổ thông công lập, tăng hơn 5.000 học sinh so với năm học trước. Hiện nay, các trường trung học cơ sở đã cơ bản hoàn thành chương trình năm học đối với học sinh lớp 9 và đang tập trung ôn tập cho học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Trao đổi với chúng tôi về điều này, cô giáo Ngô Thị Hà, giáo viên trường trung học cơ sở Lê Thánh Tông, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, và ông Lê Văn Cảnh hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Thọ Lộc huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa cho biết à, giáo viên của trường Trung học cơ sở Lê Hinh Tông đã à, tiến hành dạy các kiến thức à, chuyên đề à, về từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp, kỹ năng à, đọc hiểu, kỹ năng luyện viết câu à, và à, phòng giáo dục à, huyện Thọ Xuân cũng đã tổ chức cho giáo viên à, tiếng Anh. À, dạy lớp 9 là à, à, học chuyên đề để à, có cái kế hoạch ôn thi vào lớp 10 đối với môn tiếng Anh. Nhà trường đã thường xuyên kiểm tra cái khả năng tiếp thu của học sinh lại thông qua các bài khảo sát. Thì trước đây thì những cái đề khảo sát thì do các giáo viên nhà trường tự ra hoặc là giao lưu với các trường bạn. Còn gần đây là tham gia các đề khảo sát bỏ do phòng giáo dục cũng như là cụm chuyên môn của huyện tổ chức và mới đây nữa là tham gia cái kỳ thi khảo sát của sở giáo dục và giáo dục và đào tạo thanh hóa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày 13 và 14 tháng 6. Năm nay sẽ vẫn duy trì phương thức mỗi thí sinh được đăng ký tối đa hai nguyện vọng. Vì vậy, các trường Trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức xét tuyển theo cơ cấu. 90% chỉ tiêu dành cho xét tuyển lần 1 đối với nguyện vọng 1 và 10% chỉ tiêu dành cho xét tuyển lần 2 đối với nguyện vọng 2 của các học sinh chưa trúng tuyển nguyện vọng 1 ở lần xét thứ nhất. Sáng ngày 11 tháng 5 tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã khai mạc hội thao người giáo viên nhân dân năm 2024. Tham gia hội thao có gần 730 vận động viên thuộc 68 toàn đến từ các trường học trên địa bàn tỉnh. Đây là sân chơi thể dục thể thao truyền thống được tổ chức hàng năm dành cho đội ngũ cán bộ giáo viên người lao động ngành giáo dục và đào tạo Thanh Hóa. Các vận động viên tranh tài ở các môn bóng bàn, cầu lông, bóng chuyển hơi, bóng chuyển ra. Trong đó, các môn cầu lông, bóng bàn có các nội dung thi đấu gồm đôi nam nữ quản lý, đôi nam quản lý, đôi nam giáo viên, lứa tuổi 45 trở xuống và 46 trở lên, đôi nữ giáo viên 39 tuổi trở xuống và 40 tuổi trở lên, đôi nam nữ. Môn bóng chuyển hơi nam nữ có 9 đội bóng, môn bóng chuyển ra có 9 đội bóng nam. Các đội được bốc thăm chia bảng thi đấu chọn 4 đội xuất sắc nhất lọt vào vòng bán kết, tranh huy chương. Ban tổ chức đã bố trí 3 địa điểm thi đấu tại thành phố Thanh Hóa. Hội thao kết thúc vào ngày 12 tháng 5 với lễ tổng kết và trao thưởng. Trong 2 ngày 10 và 11 tháng 5, Liên đoàn Lao động huyện Quan Hóa tổ chức hội thao công nhân viên chức lao động chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 1929 28 tháng 7 năm 2024. Tham gia hội thao có 200 vận động viên đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Quan Hóa. Các vận động viên tranh tài ở 3 môn thi đấu gồm bóng truyền hơi, cầu lông và dân vũ thể thao. Hội thao công nhân viên chức lao động huyện Quan Hóa năm 2024 nhằm hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trong đoàn viên công nhân viên chức lao động, qua đó tạo không khí vui tươi phấn khởi trong công nhân viên chức lao động, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Tỉnh Thanh Hóa vừa mới tiếp nhận gần 140.000 liều vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, trong đó vaccine 5 trong 1 và vaccine phòng bại liệt dạng tiêm IPV được bổ sung sau thời gian bị gián đoạn cung ứng. Các loại vaccine đã được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phân bổ về các địa phương để thực hiện tiêm chủng mở rộng, tiêm bổ sung, tiêm bù nhằm nâng cao miễn dịch, phòng chống bệnh tật cho trẻ, phóng viêm Kim Dung ghi nhận. Vaccine 5 trong 1 đạt hiệu quả phòng bệnh tốt nhất, khi trẻ được tiêm đủ 3 liều cơ bản khi tròn 4 tháng tuổi và tiêm liều nhắc lại khi trẻ được 16 đến 18 tháng tuổi. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều trẻ em tại Thanh Hóa cũng như các địa phương trong cả nước chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi, tiêm không đúng thời gian do tình trạng thiếu vaccine. Bởi vậy, ngay khi nhận được nguồn vaccine, các cơ sở y tế đã nhanh chóng thông báo cho các gia đình đưa con trong độ tuổi đi tiêm phòng. Bác sĩ Đa Khoa Trương Đình Sơn, trạm trưởng trạm y tế phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn cho biết sau khi có thông báo đủ vaccine thì chúng tôi đã thống kê các đối tượng và gửi tin nhắn đến từng đối tượng cũng như thông tin tại chúng trên đoạt đài truyền thanh của phường thông tin được cập nhật đến đối tượng và đến tháng năm này thì số lượng các cháu đến tiêm mới vậy là cơ bản đầy đủ và chúng tôi tiến hành tiêm đang tiến hành tiêm theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh 3 tháng đầu năm 2024, tỉnh Thanh Hóa có trên 54.000 trẻ dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ các mũi vaccine cơ bản, đạt 20% kế hoạch cả năm. Đầu tháng 5, tỉnh đã tiếp nhận gần 140.000 liều các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, trong đó có 17.500 liều vaccine 5 trong 1 và 17.000 liều vaccine phòng bại liệt dạng tiêm IPV. Số vaccine mới được phân bổ này được dùng cho tháng 5 và tháng 6. Trao đổi với chúng tôi về công tác tiêm chủng, bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Văn Long, phó giám đốc Trung tâm Y tế Thị xã Nghi Sơn, và Thạc sĩ Lê Thiên Phú, Phó trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết. Trung tâm y tế đã chủ động chỉ đạo các trạm y tế xã phường rà soát đối tượng, xây dựng kế hoạch tiêm cho các đối tượng đang còn thiếu mũi. Với số lượng vaccine được nhận về đợt này, là vaccine 5 trong 1 gần 1.600 liều và vaccine bại liệt là 1.300 liều. Các vaccine khác trong chương trình tiêm chủng mở rộng cũng đầy đủ đáp ứng cái nhu cầu tiêm chủng phòng bệnh của trẻ em trên địa bàn thị xã nghi sơn về mặt cơ bản thì cũng đã đáp ứng được nhu cầu của các đơn vị và trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ thường xuyên đấu mối với chương trình tiêm chủng quốc gia viện, viện trên trung ương để kịp thời có vaccine phân bổ cho các địa phương để tiếp tục tổ chức triển khai công tác tiêm chủng trong cái thời gian tới để phòng bệnh trẻ cần được tiêm chủng đầy đủ các mũi vaccine và tiêm đúng lịch khi trẻ được tiêm chủng đủ mũi đúng lịch sẽ sản sinh ra miễn dịch đặc hiệu bảo vệ cơ thể không bị mắc bệnh tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đấu mối để được cung ứng đủ lượng vaccine đáp ứng yêu cầu tiêm chủng mở rộng theo kế hoạch và tiêm bù cho trẻ. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã được cơ quan công an nhiều lần cảnh báo về những thủ đoạn lừa tiền qua mạng xã hội như mua bán hàng hoặc giả danh cơ quan chức năng để đe dọa chiếm dụng tiền bạc, song nhiều người vì nhẹ dạ, thiếu thông tin nên vẫn bị sập bẫy, mất tiền. Trước tình hình trên, lực lượng công an Thanh Hóa đã và đang sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ liên tiếp phát hiện và kịp thời ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo trên không gian mạng. Qua đó, giúp nhiều người dân không bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Mai tại huyện Hà Trung. Vừa qua qua công tác nắm tình hình, công an huyện Hà Trung đã kịp thời phát hiện ngăn chặn vụ việc bà C ở xã Yến Sơn bị một đối tượng giả danh là cán bộ công an ở bộ công an đe dọa, yêu cầu rút tiết kiệm 200 triệu đồng để chuyển vào tài khoản cho đối tượng. Trong lúc bà C làm thủ tục chuyển tiền tại ngân hàng thì gặp trung úy Bùi Trung Kiên, đội an ninh công an huyện Hà Trung đang có mặt tại ngân hàng. Sau khi được trung úy Bùi Trung Kiên tuyên truyền, giải thích đây là thủ đoạn lừa đảo của tội phạm, bà C đã hiểu ra và dừng việc chuyển tiền cho đối tượng. Hắn dẫn dắt là thanh tra công an rồi viện kiểm soát nên là cứ truyền cho nhau để nói để đe dọa. Tôi cũng lo là cái số tài khoản cho nó thì tôi cũng lên ngân hàng như nó thì tôi định là kiểm tra coi là có đúng hay không thì lên đó thì cũng may mắn là tôi báo cáo công an kịp thời nên là không bị mất cái tài sản của gia đình. Mới đây, sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của chị Mai Anh, xã Hà Bình, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Hà Trung đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Trung Anh, sinh năm 2000, trú tại thôn Ngọc Sơn, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, đã giả danh giới thiệu là đại úy Nguyễn Quang Cảnh, đội kinh tế ma túy công an huyện Hà Trung. Điều tra viên đang trực tiếp điều tra vụ án, liên quan đến chồng chị, hứa giúp chị Mai Anh chạy án. Do tin tưởng nên chị Mai Anh đồng ý chuyển khoản cho đối tượng 65 triệu đồng để lo công việc. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền xong thì đối tượng Nguyễn Trung Anh đã chặn tin nhắn zalo Trong quá trình em chơi game, về thì em nảy sinh ý định là lừa đảo. Sau đấy em về nhà em tạo một gia lộ. tên là Cảnh. Thì do nghe chị Anh nói là anh Cảnh đang thụ lý vụ án có Đạt nên là em ấy tên là cảnh chơi chị ấy tin ạ. em nghĩ là mình giả danh công an thì là nạn nhân sẽ tin hơn ạ sau đấy em nhắn tin cho chị Mai anh ạ. Và nói là có muốn lo cho chồng không ạ và sau đấy chị Mai anh bảo có thì em em bảo chị Mai là chuyển 70 triệu ạ sau đấy chị Mai anh xin là bớt xuống còn 65 triệu thì em đồng ý ạ sau đấy thì chị Mai anh chuyển tiền em sợ gọi thì là đám em sẽ bị lộ là em không gọi, nên chỉ tin. Thực hiện chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, công an huyện Hà Trung đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung giả soát, nắm chắc tình hình, đấu tranh chấn áp mạnh với các loại tội phạm tệ nạn xã hội. Đồng thời, công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, trên mạng xã hội Zalo, Facebook về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo để người dân hiểu và cảnh giác phòng ngừa. Do lòng tốt công tác tuyên truyền cảnh báo nên người dân đã cung cấp phản ánh và giúp lực lượng công an huyện phát hiện và kịp thời ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, công an huyện Hà Trung đã phát hiện ngăn chặn kịp thời 7 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Thượng tá Nguyễn Thế Sâm, Phó trưởng Công an huyện Hải Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Chúng tôi tập trung vào cái công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân biết các cái thủ đoạn để cảnh giác và phòng ngừa. Ở trong đó tập trung vào cái uh, nhóm là tuyên truyền uh, bằng cách là phát tờ rơi và uh, tuyên truyền trên cái nền tảng số, rồi tuyên truyền uh, trong các cái hội nghị, qua cái công tác các cái biện pháp nghiệp vụ để chúng tôi phát hiện và đấu tranh bắt giữ các cái nhóm tội phạm lừa đảo. Thì trong thời gian qua thì con huyện Hải Trung đã phát hiện ngăn chặn được 7 vụ có dấu hiệu lừa đảo trên không gian mạng và phát hiện bắt giữ một cái nhóm đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện nay tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp và liên tục xuất hiện nhiều thủ đoạn mới tinh vi khó lường. Do vậy, để phòng ngừa hiệu quả, cùng với lực lượng chức năng, mỗi người dân cần thường xuyên cập nhật nắm bắt phương thức thủ đoạn mới của các đối tượng nêu cao tinh thần cảnh giác sử dụng mạng một cách thông minh an toàn để không trở thành nạn nhân của đối tượng lừa đảo. Đội biên phòng Hiền Kiệt đứng chân trên địa bàn huyện Quan Hóa từ giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ 3.796 km đường biên giới và ba mốc quốc giới tiếp giáp với nước bạn lào. Thời gian qua tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hai bên biên giới luôn ổn định và phát triển tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như khai thác lâm sản trái phép, tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, buôn bán vận chuyển các chất ma túy qua biên giới, hoạt động của các loại tội phạm hình sự. Với phương châm bốn cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc và bốn bám, bám chính quyền, bám đồng đối chính sách, bám sân, bám địa bàn. Đồn đã cử cán bộ chiến sĩ đến các thôn bản tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện các chủ trương chính sách của đảng, nhà nước, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thủ đoạn phá hoại của thế lực thù địch. Không chỉ làm tốt việc bảo vệ an ninh biên giới trên địa bàn quản lý, đồn còn phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào bộ đội biên phòng chung tay xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt chương trình nâng bước em tới trường cho 12 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phối hợp trao 590 xuất quà cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, già làng, trường bản, người có uy tín, thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách nhân dịp lễ Tết. Với những việc làm thiết thực, đồn đã tạo ra thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội trên tuyến biên giới quan hóa. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin trong tỉnh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình biên tập viên Ngọc Yến, các phát thanh viên Minh Hồng, Nam Trang cùng kỹ thuật viên Tiến Quân, tổ chức sản xuất Lường Xuân Hồng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Huy Long. Tiếp ngay sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự quốc tế.